Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Kiev vấp phải đá tảng khi Moscow tăng chiều sâu bãi mìn ở Zaporizhzhia. 6 cuộc tấn công gần Robotino bị đẩy lùi, loạt pháo bị phá hủy. Tư thế trên không, bom lượn thông minh Nga khiến binh sĩ Ukraine lo sợ kết quả bầu thị trưởng thủ đô moscow của nga thổ nhĩ kỳ thỏa thuận ngũ cốc khó bền vững nếu thiếu nga quân đội nga đã tăng cường chiều sâu bãi mìn trên các hướng tấn công chính của lực lượng vũ trang ukraine Kiev vẫn phải đá tảng khi Moscow tăng chiều sâu bãi mìn ở Japorohi. Nga liên tiếp tích cực dựa vào các bãi mìn ở mặt trận phía Nam. Theo tình báo Anh, hệ thống công trình phòng thủ ba tầng với các bãi mìn và đường hầm dưới lòng đất đã được tạo ra xung quanh tổ Mắc. Hơn nữa, chiều sâu của các bãi mìn đã được tăng từ 500m trước đây lên 2-3 km. Báo cáo của Mi-6 cũng lưu ý rằng quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng ồ ạt sát thương để ngăn cản lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng chiến thuật mới khi các phân đội bộ binh được điều động tới để dọn đường. Chúng ta hãy nhớ rằng các bãi mìn đã trở thành vấn đề chính mà quân đội Ukraine phải vất vả giải quyết trong cuộc phản công ở vùng Japorohi. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất một số lượng lớn thiết bị quân sự do phương Tây viện trợ tại các bãi mìn, khiến họ rất chậm trễ trong việc tiếp cận tổ mắc. Trước tình hình trên, giải pháp mà Ukraine trông chờ chính là bắn một số lượng lớn đạn trùm lên các bãi mìn mà Nga thiết lập để dọn đường cho bộ binh. Nhưng giải pháp này không thực sự hiệu quả khi không mang lại độ sạch cao. Cách thức khác là đưa xe gỡ mìn lên để mở lối chưa mang lại hiệu quả bởi những phương tiện này sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng ngắm bắn của trực thăng vũ trang nga hoạt động từ xa rõ ràng rất khó để quân đội ukraine đạt được một thắng lợi với tổn thất ở mức tối thiểu dự báo thương vong của họ trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao Sáu cuộc tấn công gần Drabotino bị đẩy lùi, loạt pháo bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi sáu cuộc tấn công gần Drabotino, vùng Zaporozhye và phá hủy một loạt đạn pháo của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraina. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng vũ trang phía nam của Nga phối hợp với hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi hai cuộc tấn công do các nhóm xung kích của lữ đoàn cơ giới số 53 và 110 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Vodianoi và Krasnogoroka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, quân nhân AFU và khí tài quân sự của họ cũng bị tấn công gần Kalecheyeka và Krasnoi, Malolinoka, Donetsk. Ở hướng trên, AFU mất 260 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe cơ giới. Theo hướng Japorohi, các đơn vị Nga được hỗ trợ bởi hỏa lực hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công do các nhóm của lữ đoàn cơ giới số 65 của AFU phát động gần Jabotino, vùng Japorohi. Ngoài ra, nhân lực và thiết bị của AFU cũng bị thiệt hại do hỏa lực ở gần Novandrejka, phía bắc Jabotino và phía tây bắc Verbovoi, vùng Japorohi. Các kho đạn dược của lữ đoàn tấn công đường không số 82 và quân đoàn 9 của AFU đã bị xóa sổ gần Chudovui và Rivianka, vùng Japorohi ở hướng nam Donetsk. Các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga đẩy lùi cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến AFU số 37 gần Novo Donescoi, Ngoài ra, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh còn tấn công các cụm nhân lực và trang bị của Lữ đoàn Cơ giới 72 và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 38 của AFU gần Nikoskoi, Novo Majoskoi và Uleda. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 130 quân nhân, 4 phương tiện cơ giới và một khẩu pháo MSTAB. Theo hướng Karasny Liman, các đơn vị từ nhóm lực lượng Sen phối hợp với hàng không và pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công do nhóm của Lữ đoàn Cơ giới số 67 của AFU phát động gần Chavona Nadia Diborova, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Hỏa lực Nga cũng làm hư hại các cụm phần cứng và nhân lực của lữ đoàn lực lượng đặc biệt Azov số 12, lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraina số 5 và lữ đoàn cơ giới số 67 của AFU ở vùng lân cận Kumino và Chavonaja Diborova. Hơn 50 binh sĩ Ukraina, một xe chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải, một bệ phóng tự hành Vozika và một khẩu pháo D-30 đã bị vô hiệu hóa. Theo hướng Kupians, các đơn vị từ nhóm lực lượng Japat của Nga được hỗ trợ bởi hỏa lực của không quân và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn dù 25 của AFU gần Kujemoka. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 35 quân nhân, một xe tăng, hai xe cơ giới và một pháo tự hành Vozika. Ngoài ra, một kho đạn của lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 1 AFU đã bị xóa sổ gần Vochaskiji khu Tora, vùng Kharkov, hơn 20 quân nhân Ukraine, hai phương tiện cơ giới và hai khẩu pháo D-30 đã bị xóa sổ ở hướng Kherson trong ngày. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài quân sự của AFU tại 117 khu vực trong ngày. Một trạm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không P-18 đã bị phá hủy tại một vị trí bị các phương tiện trinh sát phát hiện gần Lukashenko, vùng Japorohi, hỏa lực Nga đã tấn công các trạm chỉ huy và quan sát của Lữ đoàn Không quân 77, Lữ đoàn Cơ giới 93, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 100 và Trung đoàn 15 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine ở vùng lân cận Sponoi, và Sereboryanska, lực lượng hàng không hải quân Nga đã phát hiện và phá hủy 3 tàu cao tốc Wilat do Mỹ sản xuất ở Biển Đen trong đêm. Mỗi chiếc chở tới 36 thành viên của lực lượng tác chiến đặc biệt AFU trong các nhóm đổ bộ. Hệ thống phòng không và tác chiến điện tử Nga đã phá hủy và chấn áp 42 máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực Ocheretovatoi, Novoi, Ulyanovka và Khakovo, vùng Japorohi, Polochanka, Belogoroka và Rubanoi, Sponoi, Soleda và Goloka Donetsk, Novaneja, Majaka, Velika, Lepitika, vùng Kherson. Ưu thế trên không, bom lượn thông minh Nga khiến binh sĩ Ukraine lo sợ khi Ukraina tiếp tục phản công ở miền Nam, binh sĩ nước này tiếp tục đối mặt với những nguy hiểm từ trên không và bom lượn dẫn đường là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của họ. Ông Oleksandr Solonko, một chuyên gia truyền thông trong quân đội Ukraina, đã trình bày chi tiết về cuộc chiến đang diễn ra ở vùng Zaporizhzhia. Ông nhấn mạnh mối đe dọa từ những quả bom dẫn đường cực mạnh của Moscow, những thách thức khi vượt qua các hệ thống phòng thủ và công sự nhiều lớp của Nga, bao gồm bãi mìn, chiến hào, đường hầm và chướng ngại vật chống tăng, cũng như vai trò chính của trinh sát trên không, hỏa lực tầm xa trong việc cản trở lực lượng Kiev tiến lên. Chưa bên nào kiểm soát hoàn toàn được phần lớn không phận sau 18 tháng xung đột, nhưng ngay từ đầu cuộc phản công, các phi đội trực thăng tấn công của Nga đã tiến hành tấn công từ ngoài tầm bắn của lực lượng phòng không tầm ngắn của Ukraine. Sau đó, các lực lượng Kiev đã tiến bộ hơn trong việc loại bỏ mối đe dọa này, nhưng vẫn còn những mối đe dọa khác, bom dẫn đường từ xa của Nga. KAB là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất, ông Solonko nói. Đề cập đến bom dẫn đường của Nga, người Nga sử dụng chúng rất nhiều. Tôi không thể nói về độ chính xác của chúng, nhưng loại vũ khí này rất mạnh. Quân đội Ukraine đã nêu quan ngại về những vũ khí này trong nhiều tháng qua và xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng. Một số quả bom loại này có thể nặng hơn 1.300 kg. Ông Solonko cho biết, Nga ném bom này vào các trung tâm hậu cần và chỉ huy, cũng như để phá hủy các con đường và tuyến phòng thủ trong các khu định cư. Ông cũng lưu ý đến hoạt động hiệu quả của các loại máy bay không người lái trinh sát của Nga như Auckland, Jala, Supercam. Các máy bay này tạo nên hệ thống xác định mục tiêu và phóng UAV tự sát Lancet, tấn công bầy đàn cùng với KAB. Các vị trí mà Ukraine vừa giành lại cũng ngay lập tức trở thành mục tiêu không kích của Nga. Bình luận của chuyên gia này được đưa ra sau khi lực lượng Ukraine tuyên bố đã giành lại Robotini, một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Japorichia. Diễn biến này cho thấy Ukraine tiếp tục đạt được tiến bộ ổn định dù chậm trong cuộc phản công. Ukraine cũng có trong kho vũ khí của mình bom dẫn đường jdam do Mỹ cung cấp. Lực lượng Kiev đã hoán cải các chiến đấu cơ MiG-29 và Su-27 của mình để mang loại bom này tấn công các mục tiêu Nga. Kết quả bầu thị trưởng thủ đô Moscow của Nga, ông Sergei Sobyanin tái đắc cử trước thị trưởng Moscow với số phiếu áp đảo, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết vào sáng nay. Kết quả kiểm đếm 95% tổng số phiếu cho thấy ông Sobyanin đang dẫn đầu với 76,38% số phiếu bầu, trong khi số phiếu của các đối thủ khác đều dưới 10%. Ông Sobyanin cảm ơn sự ủng hộ của người dân Moscow, nói rằng các cử tri đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Điều đó nghĩa là chúng tôi sẽ có những công việc quan trọng ở phía trước là thành viên Đảng nước Nga thống nhất, hồi năm 2010, ông Sobyanin được tổng thống lúc đó là Dmitry Medvedev bổ nhiệm làm thị trưởng Moscow, sau đó ông giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử năm 2013 và 2018. Ông Sobyanin đã đầu tư rất nhiều công sức vào việc mở rộng hệ thống giao thông công cộng của Moscow, nhưng đồng thời bị chỉ trích vì cho phép phá bỏ các tòa nhà lịch sử để nhường chỗ cho các dự án xây dựng mới. Ông đã nhận được sự tán dương từ các nhà bảo vệ môi trường vì đóng cửa hai cơ sở đốt rác thải và được các cử tri ủng hộ vì đã tăng chi tiêu phúc lợi xã hội. Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, Moscow đã khai trương 5 ga tàu điện ngầm mới, bao gồm cả ga Pitino nổi tiếng với phong cách hiện đại. Theo Ủy ban bầu cử thành phố Moscow, hơn 3,2 triệu dân cư thủ đô đã tham gia bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 50%. Ngoài Moscow, các cuộc bầu cử địa phương đã được tổ chức ở 21 khu vực của Nga, bao gồm các vùng lãnh thổ mới sát nhập là Donetsk, Lugan, Kherson và Japorohi. Thổ Nhĩ Kỳ, thỏa thuận ngũ cốc khó bền vững nếu thiếu Nga Bên thềm hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Nga không thể bị loại bỏ khỏi thỏa thuận ngũ cốc và không có tiến trình nào khả thi nếu Moscow không tham gia sáng kiến này. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh, thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn 3 lần và nhờ sáng kiến này, 30 triệu tấn ngũ cốc đã được chuyển đến nhiều nơi trên thế giới. Nếu thỏa thuận này không có sự tham gia của Nga, nó khó có thể bền vững. Ông Erdogan đồng thời thông báo về một cuộc họp sắp diễn ra liên quan đến thỏa thuận nói trên giữa các đại diện của Nga, Ukraine và Liên Hiệp Quốc, nhưng không rõ thời gian hay địa điểm chính xác. Trước đó vào ngày 17 tháng 7, Nga từ chối tiếp tục tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc được các bên ký kết vào năm 2022 để đảm bảo xuất khẩu an toàn ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Thỏa thuận cũng quy định việc tạo điều kiện xuất khẩu nông sản và phân bón từ Nga. Moscow giải thích việc rút khỏi thỏa thuận là do không thực hiện một phần thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu của Nga ra thị trường toàn cầu. Ngoài ra, Tổng thống Nga Putin nhiều lần chỉ ra thực tế rằng phần lớn ngũ cốc từ Ukraine được chuyển đến các nước Châu Âu, trong khi theo thỏa thuận, số ngũ cốc đó sẽ được chuyển đến các nước nghèo nhất. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.